Hello các bạn, mình sẽ chơi game Tông Quân Dân nhỉ. Nhưng mà chúng ta chơi sẽ là Mamito vs Cyber Angela. Mình sẽ chạy luôn ở map bờ biển này. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nào. Đây, một con trồn nó trộm vàng, nó đến trước mặt mình, nó đã bị hỏng xe và chúng ta sẽ phải đuổi theo nhá. Cái bao vàng của con trồn này bị thủng, nó làm rơi khá nhiều vàng. Mình sẽ thu thập lại số vàng này. Mamito vừa nhặt được x2 vàng xong. Đây, Angela cũng đã có cho mình x2 vàng. Dưới biển nó khá nhiều cá mập, chúng ta sẽ phải cẩn thận. Đây rồi, bắt gặp con trồn đang ngồi nghỉ này. Nó làm rơi 200 vàng. À, có những cái vỏ chuối rồi. Một chiếc mũ bảo hiểm để cho Mamito. Angela đã hết x2 vàng rồi. Mình sẽ cho Angela xuống hầm nữa. Đó. Còn tôm thì bắt đầu chạy lên thành phố. Rất là nhiều ô tô luôn. Ui, mình đã bỏ lỡ một chiếc 500 hút vàng cho Angela rồi. Lẽ ra mình sang bên trái thì chúng ta lại đi bên phải. Rất nhiều vàng ở đây. Nhặt hết rồi. Đây, một chiếc mũ bảo hiểm này. Rồi, chiếc mũ của Angela nhìn khá xịn đấy. Chiếc mũ siêu nhân. Mamito là một sắc ướp à. Đây rồi, giờ thì mình đã có cho Angela một chiếc 500 rồi nhá. Angela đang chạy ở một thôn làng ở đó, còn tôm thì lại chạy ở trên thành phố. Đó, Angela lại bắt gặp con trồn người nghỉ ở đây. Nó lại làm rơi 200 vàng. Chiếc mũ của Angela vừa hết thì lại nhặt được một chiếc mũ mới. Quá ngon luôn. Thêm x2 vàng này. Một tội là nằm chầm đã hết rồi. Mamito đã xuống được hang ổ con trồn nha. Đó là một chiếc cống ở dưới lòng đất. Angela đến khu có dung nham này. Đây rồi, Angela nhặt được một chiếc nằm chầm. Và thấy x2 vàng luôn này. Chúng ta không phải lo về khoản ăn vàng nữa. Nằm chầm sẽ hút vàng lại cho mình. Thật nhiều luôn. Angela có gần 2.000 vàng rồi. Tôm thì mới có 1.000 thôi. Tôm đang đuổi kịp con trồn rồi. Rồi, tôm móc cho mình một quả búa gỗ và gheo con trồn này. Được khá nhiều vàng đấy. Đó, đập con trồn chậm. Tôm được 1 sao cho pha vừa rồi nhá. Đó, Angela sẽ quay trở lại với thành phố rồi. Vừa quay trở lại thành phố thì nhặt được cho mình x2 vàng và 500 này. Lại thêm một cái 500 nữa. Tôm thì đến một khu lướt vàng. Một chiếc két sắt từ vị trí của con trồn nó làm rơi. Nó thấy mình nó hoảng quá, nó chạy và đã làm rơi một chiếc két sắt. Tôm lướt vàng đội một chiếc mũ bảo hiểm luôn. Đây là Cyberella đã lắm. Có một chiếc máy bay ở bay lên trời. 500 vừa hết mới lo. Còn 500 thì chúng ta sẽ rất là nhàn, không cần phải làm gì luôn. Ồ, tôm đã đuổi kịp Angela về số lượng vàng thu thập được. Sắp vượt qua hẳn Angela luôn. Vừa lấy tôm một cách xa, bây giờ gần băng rồi. Đây, Angela lại tiếp tục nhặt 500. Angela khá là có duyên với 500. Tôm thì đang có x2 điểm nữa. Rồi tôm đã rời khỏi khu lướt ván và lên thành phố. Tiếp tục mình sẽ cho Angela xuống hầm xem. Lại đến một khu bản làng vào đây. Mình thấy gì đó ở đây. Một chiếc mũ bảo hiểm. Thì sáng sáng thì chui luôn vào đây. Bây giờ chúng ta nhặt được một chiếc mũ bảo hiểm, một chiếc mũ siêu nhân. Đó, tôm đã có máy bay này và cả 500 luôn. Tôm không cần làm gì, chỉ việc bay thẳng thôi. Vàng sẽ tự đổ vào túi. Có hết 500 rồi. Tôm phải lặng lách đánh võng để thu thập vàng. Đây, 500 tiếp cho Angela. Đó, Angela nhặt được khá nhiều 500 luôn.
Ô, máy bay của tôm nó cháy rồi và tôm nó phải nhảy dù. Mình phải cho Angela nhanh chóng rời khỏi khu này nữa, để chúng ta phải lên thành phố và đuổi kịp con chuột. Mũ bảo hiểm tiếp cho Angela. À, có vỏ chuối, còn mình thấy cái vỏ chuối dẫm thử. Còn chúng ta quay trở lại thành phố rồi, không cơ hội để dẫm vỏ chuối. Mình sẽ xuống hầm tiếp nào. Đây là chúng ta đến một bãi biển. Bãi biển Hawaii. Dưới nước có rất nhiều cá mập đang bơi xung quanh. Để hướng chúng ta rơi xuống rồi ăn thịt. Nằm châm tiếp. Ui, 4 vỏ chuối xếp hàng ở đây luôn. Tôm thì đuổi con chồn đến tận trời tối rồi. Không có mua hiểm thì mình có thể dẫm thử mấy cái vỏ chuối này nhỉ. Đây, để nhanh chóng qua đây lấy x2 vàng. Vì chúng ta đang có nấm châm. X2 vàng của Angela sắp hết rồi, chúng ta phải nhặt thờ nhanh. Tôm vừa nhặt cho mình x2 điểm. Angela lại kiếm được 500 mút vàng. Rất nhiều 500 mút vàng dành cho Angela luôn. Và tôm lại chạy đến trời sáng luôn. Chạy từ sáng đến tối rồi lại đến sáng. Tôm đang có combo một cái 500, một chiếc mùa hiểm, một chiếc máy bay cùng x2 điểm luôn. Thêm x2 vàng nữa là mắc combo luôn. Tôm khá nhàn, chỉ việc bay thẳng thôi. Vàng tự đổ túi tại vì đang có 500. Angela đã xuống một đường hầm và đến một bãi biển rồi. Bãi biển có rất nhiều dừa. Rời khỏi bãi biển thì khá nhanh, chúng ta quay trở lại với thành phố rồi. Đây thành phố quen thuộc này, nơi mà mình hay chạy ở đây luôn. Hai đều có x2 vàng. Angela đã hết x2 vàng chưa rồi. Angela vẫn hơn tôm 500 vàng luôn. Đời Angela cũng đã chạy đến trời tối rồi nhau. Lại 500 tiếp này. Tôm thì kiếm khá nhiều mũ bảo hiểm, còn Angela kiếm được khá nhiều 500. Tôm đã xuống đường hầm và đến một khu bản làng nào đó, nơi mà vừa nãy Angela cũng đã từng ở đây. Tôm có 500 rồi. Rồi, Angela có 2 điểm nha. Một chiếc mũ luôn. Chiếc mũ này chúng ta đâm vào đâu thì sẽ không bị làm sao, vì đã có mũ hiểm bảo vệ. Quay lại, Angela quay trở lại với thành phố, nhặt được luôn cho mình một chiếc 500 nữa. Ván này Angela kiếm đủ 500 rồi thôi, rất nhiều. Mua hiểm hết rồi. Mình đã đâm vào tàu nhưng mà nó hết nhanh quá. Đâm một phát vào tàu cho nó mất mũ luôn. Có, tôm lại kiếm 500, à kiếm được mũ bảo hiểm luôn. Cùng với cả 500. Đây là cả hai đứa đuổi kịp con chồn. Mami Tôm thì nhặt được một chiếc cái sắt, còn Angela thì nhặt được 150 vàng. Mình sẽ cho Angela xuống hầm tiếp. Đến một khu sa mạc à? Không rõ là khu nào nữa. X2 vàng, 500 thì đã hết rồi. Rồi, chúng ta rời khu này khá là nhanh. Tiếp tục quay trở lại với thành phố quen thuộc. Lại có 500 luôn. Trận này sao Angela nhặt được nhiều 500 đấy nhỉ. Mami Tôm đã đến khu sa mạc vừa nãy. Angela vừa đi qua đấy xong. Nào mình sẽ cho Angela xuống hầm nhau. Đến khu thổ dân bị bỏ hoang ở đây.